Cách đây nửa năm, hai cụ già sống tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, được con trai biếu số tiền 40 vạn tệ, tương đương khoảng 1 tỷ 360 triệu đồng để dưỡng lão. Hai cụ đã bọc túi ni lông cẩn thận và khóa kỹ trong tủ gỗ. Gần đây khi sửa chữa lại nhà, hai cụ mới lấy tiền ra và hoảng hốt khi phát hiện số tiền của mình đã bị mối cắn tan nát, không còn một tờ nào nguyên vẹn. Với hy vọng cứu vãn được số tiền an dưỡng tuổi già, hai cụ mang số tiền bị mối cắn rách đến Ngân hàng Nhân dân thành phố Phật Sơn mong đổi lại được tiền mới. Sau khi kiểm kê, ngân hàng cho biết, với những đồng tiền còn nguyên được 2/3 diện tích, ngân hàng sẽ hoán đổi nguyên giá trị. Nhưng với những đồng tiền chỉ còn lành lặn một nửa diện tích thì chỉ có thể đổi nhiều nhất một nửa giá trị tiền. Và nếu chỉ còn 1/3 diện tích thì ngân hàng cũng hết cách. Cuối cùng, hai cụ già đã đổi lại được số tiền 30 vạn tệ, tương đương khoảng 1 tỷ đồng từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Mặc dù mất đi số tiền không nhỏ, nhưng hai cụ vẫn cảm thấy mình may mắn vì không bị phá sản hoàn toàn. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho người dân về cách thức bảo quản tiền tại nhà.